Chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu các bạn một số mẫu mắt kính nha. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu các bạn là ngoài cái việc là mình yêu thích nhiếp ảnh và mình có đang bán một số máy ảnh, thì sắp tới thì mình cũng sẽ ra mắt một số dòng mắt kính nha. Các dòng mắt kính này thì mình nhập từ bên Nhật về và đa số là hàng chính hãng của Nhật và gọng rất là chất lượng nha. Bạn nào có chơi kính thì các bạn sẽ biết. Mình cũng là một cái người đã từng sử dụng kính và mình mua kính rất là nhiều. Và khi mà mua kính thì vào những cái cửa hàng tiệm bán kính mắt á, mắt kính á, thì các bạn biết rồi, giá trị của một cái mắt kính nó sẽ phụ thuộc vào cái gọng kính nha. Cái gọng kính như thế này à, và cái tròng kính nữa. Thì chiếc mắt kính hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn trên màn hình đây là chiếc mắt kính của hãng Renoma. Đây nha. Đây là các bạn thấy nè, đó, hàng của Nhật thì rất là chất lượng. Khắc chữ nổi nè. Này là bằng kim loại hết nha, và chất liệu là titan nha. Hai bên nè. Hai bên là Renoma nè, đó. Rồi những cái đường nét, những cái chi tiết này nè, đó các bạn thấy đây nè, có đường sọc nữa ha. Những bạn nào mà có từng chơi mắt kính và tìm hiểu về mắt kính á, thì các bạn biết là Nhật là một trong những cái hãng Nhật quốc gia là sản xuất mắt kính rất là nổi tiếng nha, rất là chất lượng. Các bạn xem livestream thấy một số người bán về mắt kính á, đa số là hàng Trung Quốc, không có thương hiệu nha. Ở những hàng của Nhật thì nó khác biệt rất là nhiều, mình không nói nhiều ở đây, thì các bạn nào cứ tìm hiểu thì biết nè, nó có những cái đường gân sọc đây nha. Rồi đây là full kim loại nha. Bên trong đây thì có khắc chìm những cái thông tin về về, về mắt kính này nè. Ví dụ như đây nè, đó là Renoma ha. Các bạn thấy không, thông tin nè, Renoma gì Paris nè. Mình xa quá mình không thấy nha. Rồi bên đây có chữ code này nè, cái thông tin này mình thì không biết nha. Rồi bên đây là thông số của mắt kính. Các bạn đọc đây nè, thì cái này gần đụng với máy à. Đó, TIB ha, là cái mà ký hiệu cái titan nè. Rồi mã số của nó là, các bạn chờ mình xíu nha, 6011, 6011140. Mã số cái này là TIB là titan, còn cái mã hiệu này là 258603 ha. Mình sẽ ghi và chụp ảnh cụ thể cho các bạn xem đó. Rồi bên trong này cũng vậy luôn nha, đều có ký hiệu khắc logo này kia đồ đầy đủ. Cái này thì đây là kính mát nha, kính mát tròng đen, các bạn chạy xe này kia thì ok nè, gặp lên khá là ngầu luôn. Rồi đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mình có đây là mắt kính mới. Mắt kính mới nè, đó. Cái này thì của hãng Spirit nha, Spirit Frame nè. Để chữ Super Titan đây nè, Super Titan TIB nè. Thông số của nó là, để các bạn mình lấy đây nha. Thông số của nó là cái mã số là Spirit Frame Super Titan TIB 97 gạch 606 T ha. Còn thông số của mắt kính này là 5416 13 này, 136 nha. Đó, đây là tem cửa hàng bên Nhật bán nè, 15.400 yên. Đó. Rồi cái này thì cái mắt kính này là plastic nha, cái này là để tượng trưng thôi. Hàng này là hàng mới, thì khi mà các bạn mua kính á thì chủ yếu là mình mua cái gọng này titan ha, chất liệu titan siêu bền, siêu nhẹ. Thì khi mà các bạn mua xong thì các bạn ra ngoài tiệm thì nhờ các anh thợ kính á, thì cắt kính á, họ sẽ cắt cho mình, họ sẽ đo mắt của mình có bị cận thị hay là như thế nào đó, bao nhiêu độ gì đó họ sẽ đo cho mình nha. Quên cái chỗ này nè, cái mắt kính Renoma này là Made in Japan, nó có khắc đây nha. Các bạn thấy không? Made in Japan nè, đó. Hàng chất lượng nha. Thật ra thì mình đã bán mắt kính cũng lâu rồi, nhưng mà cái Facebook cũ mình bị mất nên mình không có lưu lại các bạn xem được. Rồi bên trong này có khắc nè. Mã số là 27607T gì đó. Cái thông tin nó là 5416138 nha. Nó cái số trong này nè. Số trong này nó khớp với cái số ngoài này luôn. Rồi cái đó là cái thông số. Còn cái hãng nè, cái này là khắc chìm nha các bạn.
khắc chìm nha, mình gờ vào trong đây nè, nó cộm cộm đây nè, nó khắc chìm ha, và nó sơn màu trắng lên đây để các bạn biết nè, Super Titan ha. Rồi bên đây nè, nó có những cái gờ nè đó, cái dập nổi nè không, và những cái mắt kiếng mà của Trung Quốc thì nó không có những cái dập nổi như vậy đâu nha, không có dập nổi gì đâu. Đây các bạn xem nè, ok nha. Đây rồi, một cái nữa mình muốn giới thiệu bạn nữa là cái thứ hai nè, cái này được ru rồi, mã số là 668T gạch 38, thông số của nó là 58 gạch 14 gạch 140 ha, 58 gạch 14 gạch 140 nè. À, tên tiếng Nhật được không nè, này của hãng Nikon nha, hãng Nikon T-Tex nè, được ru là thiết kế này của hãng Nikon, và Nikon cũng có sản xuất mắt kiếng nữa nha các bạn. À, hàng còn tem đầy đủ. Cái đợt trước á, là mình lụm được một cái lô này, mình bán rất là nhiều rồi, còn này còn sót lại thôi. Rồi sơ sơ bên ngoài như thế này ha. Đó. Cái này nè. Cái trồng kiến này là bằng plastic nha, cái hàng này hàng mới. Thì các bạn mua về thì các bạn mang ra tiệm thì nhờ thợ cắt cái này, họ tháo cái này ra, cái này chỉ là cái khuôn thôi. Nguyên tắc đi mua mắt kiến là như thế ha, cái này là cái khuôn thôi. Sau đó thì các bạn sẽ đo mắt. Mình thích là nếu mình không có cặn gì đó mình, thì mình đo mình là mắt mắt không độ, rồi nếu mình cặn 1 độ 2 độ 3 độ gì đó thì mình sẽ thợ sẽ đo cho mình nha. Đây cái này xếp vô như thế này đó, đây là logo ký hiệu của nó luôn. À, dập nổi luôn nha, logo nổi nữa ha, hai bên, ở bên này có bên này không có nha. À, rất là chỉnh chu, rất chỉnh chu nha. Rồi bên trong này như thế không? Bên trong này nè, có mã số nè. Mã số nè, được ru nè. Đó, rồi thông tin là 58 gạch 14 gạch 140 Nikon nè ha. Cái này là khắc chìm nha, khắc chìm bên trong nha, sơn màu trắng nha. Mình cạo ra thì nó không có chốc đâu, mà nếu mình chốc nó vẫn còn khắc cái chìm chữ bên trong. Rồi bên đây nữa là T-Test, là Nikon T-Test mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Đây là chữ TIB nè. TIB nè, đây nè. Là Titan á. Titan hoặc là mã Titan thì nó mình không không biết chính xác, thì các bạn nào mà có chơi mắt kiếng thì các bạn tìm hiểu cái này. Đây có cái chữ logo Nikon nè. Chữ N ha, đó, hai cái chỗ này nè. Chữ N Nikon đó. Rồi, giới thiệu sơ lược các bạn 3 mẫu nha, 3 mẫu mình có đây. Mẫu này thì cái mẫu màu màu trong này mình thấy đơn giản như thế, nhưng mà khi mà các bạn chuyển qua trồng màu như thế này nè, nhìn nó hấp dẫn lắm nha, hấp dẫn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Rồi chào các bạn nhé.